đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Nằm ở ngay khúc quanh nối liền đồng bằng Bắc Bộ và eo đất miền Trung nắng gió, Nghệ An mang những nét đặc trưng pha trộn giữa hai miền văn hóa. Đã một lần đến với Nghệ An, người ta sẽ không sao quên được cái chất giọng thiệt là chân chất mộc mạc, nhưng rất đổi ngọt ngào như chính tấm lòng của người dân nơi đây. Say lòng hơn nữa là ở những món đặc sản, không chỉ khiến những người con xứ Nghệ đi xa phải nhớ, mà với du khách thập phương mới chỉ đến một vài lần cũng nhớ mãi không quên. Xin chào quý vị, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình du lịch và ẩm thực được phát sóng trên kênh VTV4. Và những địa điểm du lịch trong ngày hôm nay Thảo Nguyên gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Với những ai là người con của miền Trung thì chúng ta sẽ rất là tự hào. Còn quý vị nào chúng ta chưa một lần đặt chân đến mảnh đất miền Trung thì đây sẽ là một sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Quý vị đã chuẩn bị chưa ạ? Nếu như đã chuẩn bị rồi thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc hành trình thôi. Quý vị ạ, ngày hôm nay Thảo Nguyên cảm thấy rất là hạnh phúc khi Thảo Nguyên đang có mặt tại nơi mà Bác Hồ đã sinh ra và lớn lên, đó chính là Nam Đàn, Nghệ An. Trời Nam Đàn, Nghệ An chào đón chúng tôi bằng những cơn mưa rả rích, thế nhưng không cản trở bước chân của du khách đã có rất nhiều người cùng đến đây tham quan, trong đó cũng có Thảo Nguyên nữa. Đêm đêm mẹ Bác Hồ diệt tay, đặt con vào cảnh phòng này, mẹ bạc hạ ru con bằng những làn điệu dân ca nhẹ nhẹ của quê nhà. À ơi, con ơi mẹ dặn câu này, chăm lo đèn sách cho thầy áo cơm. Những câu chuyện về Bác Hồ có lẽ đã quá quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam, nhưng có đến đây, có tận tai lắng nghe từng mẫu chuyện về người mẹ táo tần, người cha đáng kính của Bác, từ chất giọng Nghệ An nặng tình, có tận mắt ngắm nhìn gian nhà tranh vách lá, dây võng gai, chiếc khung cửi in đậm dấu ấn thời gian, mới thật sự khiến lòng mình rưng rưng. Nhìn những du khách chăm chú lắng nghe, mắt lệ ngân ngấn, chỉ chợt dâng trào mà càng thương, càng quý, càng kính trọng hơn một vị lãnh tụ của dân tộc. Căn nhà chứa chan tình thương như chính cái tên của nó, nhà Ba Gian. Gian nhà gỗ thờ phụng tổ tiên ông bà, gian nhà tranh trước mặt là của ông bà ngoại, gian nhà bên cạnh dành cho gia đình Bác. Bút nghiêng vẫn còn đây, cây mít hàng trăm năm tuổi gắn liền với thời ấu thơ của Bác vẫn còn đây. Chỉ có người là đã trở thành hồn thiêng sông núi, đi vào linh hồn dân tộc. Con đường 2 km là dẫn Thảo Nguyên đi từ làng Hoàng Trù, quê ngoại Bác, sang làng Kim Liên, quê nội. Thưa quý vị, nơi mà Thảo Nguyên đang có mặt đây là một địa danh rất quen thuộc với tất cả mọi người, đó là làng Kim Liên, hay tên gọi dân dã là làng Sang, quê nội của Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Những ngày ấu thơ ở quê nội là những ngày Bác được sống trong tình làng nghĩa xóm nồng đượm. Những ngôi nhà quay quần bên nhau trong tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Thưa quý vị, ông Phó Bản Nguyễn Sinh Sắc sinh ra ba người con là Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung. Nguyễn Sinh Cung là tên thường gọi thời thơ ấu của Bác Hồ. Và ngày hôm nay Thảo Nguyên đến với một dịp rất là đặc biệt, đó chính là ngày giỗ anh trai Nguyễn Sinh Khiêm. Mẹ mất sớm, ngôi nhà ở quê nội là nơi in đậm hình bóng và sự hy sinh của người cha, cụ Phó Bản Nguyễn Sinh Sắc. Và người anh trai đầu Nguyễn Sinh Khiêm cũng không khác gì một cột trụ lớn của gia đình, để cùng cha chăm sóc và dạy dỗ các em.
Nghệ An được biết đến là vùng đất có núi non hùng vĩ, đặc biệt ở phía Tây. Nghệ An tựa lưng vào dãy Bắc Trường Sơn, nên tỉnh có đến 10 huyện miền núi và trong năm số đó là huyện miền núi cao. Ở một góc nhìn tích cực thì đây cũng là một trong những điều kiện thuận lợi để Nghệ An khai thác du lịch sinh thái. Wow, chúng ta đã đến thác Khe Kèm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xuống bên dưới và thưởng thức một ngụm nước tươi mát quý vị nhé. Đường ở đây rất là trơn trượt, dễ bị té ngã, nên là quý vị chúng ta đi hết sức cẩn thận. Wow, một cảm giác cực kỳ dễ chịu luôn. Khi mà chúng ta ở những thành phố lớn thì tiếng ồn của xe cộ sẽ làm cho quý vị cảm thấy rất là khó chịu. Và một ngày chúng ta mình đi du lịch đến nơi thiên nhiên hoang dã như thế này, chưa có sự can thiệp của bàn tay con người, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một cảm giác vô cùng thích thú. Và quý vị ạ, Thảo Nguyên đang có mặt tại vườn quốc gia Pù Mát. Đây là một trong những vườn quốc gia rất là rộng, sẽ đi qua ba huyện Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương. Đây là thác Khe Kèm, một trong những con thác rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm thác quý vị nhé. Và để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về thác Khe Kèm này thì bên cạnh Thảo Nguyên là anh Trung, hướng dẫn viên của Sài Gòn Kim Liên, sẽ chia sẻ cho quý vị những thông tin cụ thể hơn. Thác Khe Kèm này là vào tháng mấy thì cái lượng nước nó đổ xuống nhiều nhất anh? Như Thảo Nguyên thấy đó, cái thác Khe Kèm này thì thường là vào mùa mưa, như là cái giai đoạn mà chúng ta đang đi đây này, vào giai đoạn tháng 9, tháng 10, tháng 11. Thì vào giai đoạn mùa mưa này thì nước ở các nơi tập trung về đây là nhiều nhất trong cả năm. Wow, nhìn nó rất là đẹp đúng không ạ? Cái sức nước nó rất là mạnh tạt vào, Thảo Nguyên với lại anh Trung ướt hết trơn, rất là lạnh. Anh à, tại sao cái thác này lại mang tên là thác Khe Kèm anh? Thác Khe Kèm thì theo một số các cái tài liệu khoa học người ta giải thích á, nó nguyên gốc là một cái từ của tiếng Thái, có nghĩa là bộc bố dịch ra tiếng Việt của mình là Khe Kèm. Những người dân địa phương ở đây người ta giải thích là khi mà cái ngọn thác nó trải dài từ trên cao xuống dưới thì chúng ta nhìn từ xa đến trông giống như là một cái dải lụa vắt ngang trời, cho nên người dân địa phương người ta đặt cho nó là thác Bộc Bố. Và khi mà người Kinh của chúng ta dịch ra là thành thác Khe Kèm. Khe Kèm à. Như vậy là khi trò chuyện với anh Trung thì quý vị chúng ta cũng đã hiểu hơn vì sao cái thác này mang tên là Khe Kèm. Khi mình đến với lại thác Khe Kèm như thế này thì mình phải chuẩn bị những gì ạ? Bởi vì cái khung cảnh ở đây chủ yếu là đồi núi và cây cối rất là nhiều, cho nên cái đầu tiên mà chúng ta chuẩn bị đó chính là trang phục cũng như là giày dép để đi. Ở đây thì chúng ta không có thể là đi những cái đôi guốc mà nó cao như vậy. Đi giống Thảo Nguyên nè. Cho nên là đây mình có thể sử dụng cái đôi dép cao su này là cái dụng cụ mà để leo núi tốt nhất trong cái việc mà mình đi du lịch sinh thái đó Thảo Nguyên. Ngoài ra thì trang phục thì chúng ta nên mặc những cái trang phục mà nhất là vào mùa đông. Mùa đông chúng ta đi thì chúng ta phải mặc những cái trang phục nó dài tay để mình có thể là tránh muỗi và tránh những cái con vắt rừng. Thì những con muỗi và vắt rừng thì là những cái đặc sản mà không thể thiếu được mỗi khi mà chúng ta đến với vườn quốc gia Pù Mát. Để vui hơn thì Thảo Nguyên hy vọng rằng là mình không gặp bất kỳ một con vắt nào. Cảm ơn anh Trung nha với những thông tin vừa rồi. Từ độ cao 500m, độ dốc khoảng 800, nước từ trên cao đổ mạnh xuống qua ba bậc thang, tung bọt trắng xóa. Dưới chân thác là khe núi dài với những phiến đá phẳng lì như những chiếc bàn lớn làm chỗ nghỉ chân cho du khách. Cũng tại chân thác là những hồ nhỏ có độ nông, sâu khác nhau nên tạo một bức tranh phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Nằm trong vườn quốc gia Pù Mát, nhưng phải di chuyển thêm một đoạn đường chừng 15 phút ô tô nữa, chúng ta mới đến với sông Văn. Như một dòng chảy xanh rì bất tận uốn lượn bên trong khu vườn quốc gia, sông Văn chiêu lòng du khách bằng một chuyến du lịch bằng cano chạy dọc sông và bằng món ăn nổi tiếng cá mát sông Văn. Tiếc là trong chuyến đi này, Thảo Nguyên vẫn chưa được tận tay câu cá như mình ao ước. Xưa nay khi đến với lại mảnh đất của miền Trung thì chỉ có biển, có cát,
rồi thời tiết rất là khắc nghiệt làm cho mình cảm thấy rằng là chuyến đi của mình chắc có lẽ rằng là nó chỉ có tầm độ khoảng là 6-7 điểm thôi. Nhưng mà Thông Huy đang ở ngay trong lòng sông Răng. Đây là một nơi rất là tuyệt vời. Quý vị nhìn thoáng qua giống y chang như Hồ Ba Bể vậy đó. Không nghĩ rằng là miền Trung của mình cũng có một nơi đẹp như thế này. Quý vị ạ, đã lâu lắm rồi Thảo Nguyên mới có một cái cảm giác yên bình như thế này. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì lúc nào xe cộ cũng chạy qua chạy lại, rồi công việc của mình nó cuốn mình vào vòng xoáy làm cho mình cảm thấy hơi bị stress. Nhưng khi về với mảnh đất miền Trung này, và đặc biệt hơn là đang thả mình vào giữa dòng sông Răng, thì trời ơi, cảm giác rất là tuyệt vời. Đây quý vị, chúng ta có thể nhìn ngắm toàn cảnh mây trời sông nước tại khu vực này quý vị ha. Thuyền của Thảo Nguyên đang lướt đi trong lòng sông Giang. Không gian nơi đây không chỉ xanh ngút ngàn một màu từ nước sông đến cây cỏ, mà ngập tràn màu xanh của những khu vườn bà con canh tác. Thấp thoáng hai bên bờ có những mái nhà tranh nữa. Phong cảnh sông Giang quá thật đẹp như một bức tranh hữu tình. Điểm dừng chân tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, Thảo Nguyên đang có mặt tại Bản Nưa. Đây là khu vực mà người đồng bào Thái sinh sống. Thảo Nguyên đang mặc bộ trang phục rất là năng động và hiện đại. Thí dụ như mà mặc trang phục của người đồng bào Thái thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc có lẽ là dễ thương lắm. Quý vị thấy Thảo Nguyên thế nào ạ? Bây giờ Thảo Nguyên sẽ xoáy một vòng cho quý vị xem thử nha. Trong trang phục của cô gái Thái, Thảo Nguyên cũng trở thành một cô gái đảm đang, quán xuyến công việc từ khu vườn đến gian bếp, đúng chuẩn đảm đang của đồng bào Thái luôn đó nha. Bên cạnh Thảo Nguyên là chị Mơ, đẹp như mơ luôn. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu là người đồng bào Thái của mình sẽ có những món ăn đặc sản như thế nào ha. Dạ chị, mình sẽ có những món ăn ngon để thiết đãi khách là những món gì thưa chị? Đây, dân tộc Thái ở đây thì có những món ăn truyền thống ở đây để tiếp đãi khách thì cái món cơm lam. Món cơm lam này thì cùng làm rất cực khổ từ đời xưa cha ông. Ngày xưa thì cha ông đi làm nướng làm rẫy, đi lên trên rừng thì không sẵn nồi niêu. Cho nên là nghĩ ra cái cách là lấy cái ống nứa non để bỏ cái nếp. Mỗi món ăn đều mang tâm hồn của một dân tộc, và món cơm lam cũng vậy, mang đậm tâm hồn của người dân nơi đây. Nó thiên nhiên từ chính nguyên liệu là gạo và nước, cho đến dụng cụ để nấu là những ống nứa mà chúng ta có thể gặp bất kỳ nơi đâu ở trong rừng. Những hạt cơm khi đã chín thơm lừng mùi gạo mới và mùi của ống nứa non, quả là một sự sáng tạo tuyệt vời của những người đồng bào miền núi. Trong lúc mà mình chờ cơm lam chín thì Thảo Nguyên hỏi chị Mơ một vài câu về đời sống của người đồng bào mình. Người đồng bào mình thì một năm có bao nhiêu cái Tết hả chị? Ở đây thì cũng có Tết cổ truyền, rồi là rằm tháng 2. Rằm tháng 2 thì có một số dòng tộc thôi, cũng không phải là đa số. Rằm tháng 2, rồi là rằm Tết Đoan Ngọ là cùng mùng 5 tháng 5. Yeah. Rồi là rằm tháng 6. Vậy là người đồng bào mình là một năm chỉ ăn Tết một lần thôi. Và mình tính thêm là cái rằm lớn vào. Cũng có nhiều đồng bào là một năm ăn hai cái Tết hoặc ba cái Tết lần á chị ạ. Dạ. Rồi mình cúng cái lễ mà dâng lên ông bà tổ tiên thường là món ăn gì chị? Cũng để dâng lên ông bà tổ tiên thì cũng tùy theo cái ngày lễ. Là ngày Tết thì cũng có giết lợn này. Rồi làm bánh trứng này. Rồi là cũng làm xôi. Đặc biệt hơn là về tục chọn vợ gả chồng. Nó cũng khá lạ so với người Kinh. Thì chị có thể chia sẻ một vài điều được không ạ? Được. Dạ. Yeah. Ngày xưa nói chung thì trai gái cũng vẫn có quyền yêu đương. Nhưng mà
cha mẹ hay hay ép duyên, là cha mẹ thích chỗ nào thì muốn gả cho con chỗ đó. Nhưng mà con thì cũng có người cũng muốn là tự ý mình để chọn người mình yêu. Thì cho nên là ngày xưa là có cái tục là chọc sàn. Chọc sàn là sao ạ? Chọc sàn là người con gái đến tối ban đêm á, thì cha mẹ không cho xuống sàn nhà, phải nhốt trên nhà. Nhốt trên nhà thì tối là bắt đi ngủ. Bắt đi ngủ thì cái người con trai yêu mình á, thì biết là cái giam ngủ của người yêu nằm ở đâu thì đến đó là chọc lên, chọc trồm chọc. Lấy cái gì chọc chị? Lấy que trồm chọc ở dưới chọc nhẹ đó, rồi chọc để người con gái biết là ra hiểu là có người yêu đến gọi. Không, không dám nói, mà nói lên thì sợ cha mẹ nghe tiếng nói. Lại ngắn lại không cho đi. Là lén đi. Hai người là lén gặp nhau. Dạ, rồi sao nữa? Thì sau cũng có người tự do là được yêu đương rồi cũng cưới hỏi đàng hoàng. Hồi đó cũng dữ dằn dữ ha. Khi mà chúng ta đi du lịch ở miền Trung như thế này quý vị ạ, thì ngoài việc quý vị chúng ta thích ở những khách sạn sang trọng ra, thì quý vị chúng ta vẫn có thể chọn hình thức là homestay. Mình sẽ ở nhà dân nè, ăn cùng dân, ngủ cùng dân và có thể tham gia những cái sinh hoạt tại đây. Và mình cùng chế biến thức ăn nữa. Cảm ơn chị Mơ nha. Cuối ngày mưa rã rích, Thảo Nguyên bất chợt nhớ đến một món đặc sản xứ Nghệ, đó là kẹo cu đơ. Hay là mình cùng đến một cơ sở sản xuất kẹo cu đơ để tham quan và trải nghiệm với Thảo Nguyên quý vị nhé. Nghệ sĩ mà làm kẹo sẽ như thế nào? Giới thiệu với quý vị, đây là anh Trung, đạo diễn, diễn viên, là chủ của cơ sở sản xuất kẹo gia truyền cu đơ bà Nghi. Chào anh Trung. Vâng, chào Thảo Nguyên. Rất vui khi được gặp anh trong trình ngày hôm nay. Cảm ơn. Dạ. Thảo Nguyên hỏi anh một tí xíu về nguyên vật liệu để làm ra cái món kẹo đặc sản của xứ Nghệ mình. Cái này là cái gì ạ? Cái này là mạch nha đấy. Dạ, còn cái này ạ? Cái này là mật mía. Mật mía. Cái mạch nha này là anh nhập từ phía Bắc. Tới chính xác là ở Hà Bắc. Đưa vào đây nhập cho mình. Dạ. Đấy. Còn cái này ạ? Cái này là mật mía, này là cả ở cái vùng miền Tây xứ Nghệ. Thì ở trên kia là họ đều trồng và kéo tre. Để cái mùa thu hoạch mía thì họ kéo tre và nó ra cái sản phẩm, họ nấu lên cô lại thành một cái mật mía này. Dạ. Rất là ngon. Dạ. Gừng này thì đã quá quen với tất cả mọi người rồi, nhưng mà tùy vào thổ nhưỡng và cái nơi mà mình trồng gừng, nó sẽ cho ra gừng thơm, đúng gừng rồi, chắc hoặc là gừng nó hơi bở bở. Thì cái gừng này là ở xứ Nghệ mình luôn hay sao anh? Cái gừng này là ở xứ Nghệ mình luôn em, và chính xác nó vùng Tương Dương và Mường Xén. Đấy, chứ còn nếu như bây giờ mình mà lấy một cái nguyên liệu gừng ở Trung Quốc nhập về thì không được. Yeah. Thì nó bở bở và nó không nồng, nó không cay. Yeah. Còn cái cây này nó rất nồng, rất cay, ăn rất là thơm. Gừng này là giải cảm, đúng rất rồi, là tốt, mà cho vào trong cái món kẹo này đúng thì rồi, kết hợp đúng không anh? Đúng rồi. Còn thôi, quá quen thuộc với tất cả mọi người. Cái này là mình sẽ lấy ở đâu ạ? Hay là ở xứ Nghệ mình? Ở ngay xung quanh xứ Nghệ chúng ta đây thôi. Ở đây các vùng Nghi Lộc, rồi Yên Thành, Quỳnh Lưu, đấy, rồi kể cả trên miền núi đều có hết. Dạ. Ở đây, ở quê hương đây gọi là Hà Lạc ấy. Dạ, còn trong mình ấy gọi là đậu phụng. Gọi là đậu phụng, ví dụ như Quảng Ngãi cũng gọi là đậu phụng. Đậu phụng, đúng rồi. Dạ. Bánh đa. Anh biết không, bây giờ trong đầu của Thảo Nguyên đang mường tượng là không biết mình sẽ nấu làm sao, mình làm như thế nào để cho ra cái phần kẹo cu đơ ngon và quyến rũ lòng người như thế này. Đấy. Anh có thể mời quý vị khán giả và Thảo Nguyên vào bên trong nơi anh làm kẹo để mọi người tham quan được không? Đúng rồi, mời Thảo Nguyên. Dạ, nào, cảm ơn anh Trung. Đi vào. Mời quý vị ha. Mạch nha, mật mía và gừng khi được nấu lên hòa quyện vào nhau tạo thành một nồi mật đặc sệt thơm lừng. Thêm đậu phụng đã được rang giòn vào nữa. Vậy là thành món kẹo cu đơ. Nhưng mọi thứ không đơn giản như Thảo Nguyên mô tả đâu. Bí quyết của món kẹo ngon nằm ở chỗ bàn tay tài hoa và khéo léo nữa. Thấy cái nồi kẹo ngon không ạ? Thảo Nguyên rất muốn ăn vụng nhưng mà không được. Tại vì nó nóng lắm, đụng vô là phỏng tay ngay. Và khi chúng ta cho xuống thì cũng phải điệu nghệ. Cái phần mè này phải cho cái mặt nổi chứ không có cho cái mặt này lên. Rồi mình sẽ bỏ, lật thật là nhanh. Thảo Nguyên chỉ làm được một việc, đó là phụ cho cái phần kẹo này ra bàn thôi. Thank you.
thành phẩm mới nãy giờ anh Trung đã giới thiệu với Thảo Nguyên cách làm. Wow wow, thơm, rất thơm quý vị ạ. À, xin mời quý vị cùng thưởng thức ha. Anh ơi, mình ăn cái này ngon thì mình phải uống nước, chè này, xanh. Nước chè xanh. Đúng rồi. Dạ. Mình bẻ một cái giòn rụm cho quý vị nghe thử nha. Chè xanh xứ Nghệ. Kéo ra. Đấy, nó kéo ra thành sợi như thế. Mời anh Trung. Rồi, mời em. Dạ. Wow, 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 wow. Mời quý vị. Wow. Trà nó chát chát. Nó kết hợp với lại vị ngọt ngọt, cay cay. Quý vị nên thử sẽ cảm thấy rất là tuyệt vời. Và ngoài ra, trong chương trình ngày hôm nay còn có một món quà dành tặng cho quý vị nữa, đó chính là hò ví dặm. Anh sẽ tặng em một câu ví. Wow. Nhá. Chưa ai biết nước sông Lam, răng là trong răng là đục, thì biết sống cuộc đời, răng là nhục thì là vinh. Chứ thuyền em lên thác xuống gành, nước non là nghĩa thì lá tình mà ai ơi. Hay quá anh ơi. Cảm ơn anh Trung một lần nữa vì ngày hôm nay anh đã cho Thảo Nguyên được trải nghiệm làm kẹo cu đơ cùng với anh và nghe câu hò ví dặm rất là tuyệt vời. Ngoài trời mưa lạnh lẽo nhưng mà ngồi trong ngôi nhà của anh thì Thảo Nguyên thấy rất là ấm cúng. Và một lần nữa chúc anh sức khỏe. Gia đình mình sẽ làm thật nhiều món kẹo ngon để giới thiệu đến bạn bè quốc tế anh nhé. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Sứ Nghệ của chúng ta rất biết chiều lòng du khách khi có rất nhiều những món ăn ngon thích đãi mọi người. Và ngày hôm nay bên cạnh Thảo Nguyên đây là anh Hùng, đầu bếp trưởng của Sài Gòn Kim Liên, sẽ giới thiệu đến quý vị một món ăn mà với những ai thích ăn lương thì chắc có lẽ rằng là quý vị chúng ta sẽ ghi vào trong sổ tay nội trợ của mình. Dạ, không biết rằng là với lương như thế này thì anh Hùng sẽ chế biến món gì thế ạ? Lương thế này thì mình có thể chế biến món súp lươn. Súp lươn ạ? Súp lươn. À, cũng lạ đúng không quý vị? Nguyên vật liệu thì mình chuẩn bị thứ nhất là lươn, thứ hai là một số gia vị đi kèm. Thì gia vị để dùng để nấu, chế biến như hành, rồi tỏi, nước mắm, dầu. Còn mà gia vị ăn kèm thì có gồm có bánh mì và bánh ướt. Dạ, chỉ bấy nhiêu thôi đã cảm thấy khác biệt rồi so với ở trong Nam. Anh ạ, ở trong Nam và một vài nơi khác, Thảo Nguyên thấy lươn nó khá là to con. Nhưng ở đây thì lươn nhỏ. Không biết rằng là khi ăn thì nó có khác gì không so với những cái loại lươn khác? Lươn ở đây nó nhỏ và khi ăn nó có cái độ dai, cảm giác ngon. Dạ. Mình phi thơm. Hay là hành tăm thì cũng đặc trưng của Nghệ An. À. Mình sẽ cho nước dùng vào. Và trong nước dùng này thì mình lấy cái xương của con lươn. Thì mình cho một chút bột ngọt vào. Dạ. Xong rồi đến mình sẽ cho bột nêm. Bột nêm. Và sau đó thì mình sẽ cho tí màu điều. À, màu và cho điều. Nó có màu. Quan trọng nhất là nó phải có tí ớt cay bột vào ăn, vì món này phải ăn phải cay cay thì nó mới ngon. Là quý vị muốn chế biến món này thì ai mà đi ra xứ Nghệ là mình nhờ họ đi chợ hộ mua những cái khô này về để mình để dành ớt khô, ớt bột. Yeah. Rồi mình thêm cái gì nữa không anh? Rồi thì mình thêm một tí ngũ vị hương để cho nó có cái mùi thơm. À, dậy mùi. Yeah. Nước mắm này cho nó thơm về để nó dậy mùi lên cái món thức ăn của nó. Yeah. Cái món lươn này là mình sẽ ăn vào cái giấc nào, ở trong ngày, sáng, trưa hay là chiều thì nó sẽ ngon nhất anh? Món lươn này thì mình thường vào ăn vào buổi sáng thì nó lại ngon.
Cái này mình lọc phải rất là kỹ đúng không ạ? Chứ cái nếu không ăn thì mắc cổ. Dạ. Xương lươn. Trong tất cả các khâu mà sơ chế thì Thảo Nguyên thấy rằng là lươn nó khó nhất. Nó trơn và nó nhớt. Mình làm cái con lớn nó khó rồi mà con nhỏ thế này là càng khó hơn. Thì anh có cái bí kíp nào không để chia sẻ với mọi người là làm lươn thật là nhanh và nó không còn nhớt nữa ạ? Lươn này làm thật là nhanh thì mình dùng, thứ nhất là mình dùng nước vôi trong. À. Thì mình sẽ làm nó sạch nhất hơn. Yeah. À, thì bí quyết lươn thế. Thứ hai này là mình có thể là mình dùng bằng muối. Yeah. Mình cho lươn vào mình quậy quậy xong rồi mình là nết nó sạch. Dạ. Còn cái lóc xương ra. Lóc xương thì nó khéo cái này thì mình sẽ nấu một ít nước sôi. Xong rồi mình cho muối vào để mình trùng qua lươn này. Rồi mình sẽ lấy được phần xương nó riêng, phần thịt. Thảo Nguyên ơi, món ăn đã chín rồi. Mời Thảo Nguyên thưởng thức món. Dạ, cảm ơn anh Hùng. Wow. Mùi rất là thơm quý vị ạ. Wow, chỉ có từ 5 cho đến 10 phút thôi, quý vị chúng ta đã có một món súp lươn rất là ngon đúng không anh Hùng? Lươn có rất nhiều vitamin này rồi natri nữa, dành cho những ai mà đang bị ốm, đặc biệt hơn là người già và trẻ em. Thì thay vì chúng ta nấu với những món ăn truyền thống thì bây giờ quý vị chúng ta lại có thêm một món mới. Bây giờ Thảo Nguyên sẽ thử tài nấu nướng của anh Hùng như thế nào nha. Đầu tiên là thử cái vị nước súp của nó trước. Mời anh Hùng, mời quý vị ha. Đặc trưng của nó là vị béo của lươn, quý vị cũng biết rồi ha. Ở đây thì nó còn có cái mùi thơm mà mới nãy anh cho ngũ vị hương vào. Dạ, cây của ớt và đặc biệt hơn là cái củ nén. Khi mà ăn thì nó sẽ có tác dụng là với những ai bị cảm lâu ngày mà không có bớt á, thì chúng ta sẽ nấu củ nén này với lại cháo kèm theo thịt hoặc là lươn thì tùy quý vị. Có lẽ được thưởng thức món súp lươn cay nồng trong những giai điệu ví dặm là trải nghiệm tuyệt vời nhất ở Nghệ An mà Thảo Nguyên không bao giờ quên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình du lịch và ẩm thực tiếp theo nhé. Sài Gòn Tourist hân hạnh đồng hành cùng chương trình.